Em xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay ngày 12 tháng 10, em là Lan Rừng Bảo Tú. Số điện thoại liên hệ là 0386865005. Đây thì nhà em dọn vườn nha các bác ơi. Dọn vườn và lấy xuống khá là nhiều cái bảng phi điệp tím. Đó, cái bảng phi điệp tím từng cặp như vậy này. Em nói chung là trồng những cái vỉ nha, cặp cặp như vậy. Đó. Đây. Nên mà nói chung là dọn vườn thanh lý bán cho các bác đi nha, những cái thân rất là đẹp như vậy nha, về cô chú anh chị mình ghép hoặc là trồng mới đấy, rất là nhiều thân. Mỗi cái cặp như vậy em bán 20.000 cho một cặp thôi nha, 20.000 cho một cặp này. Nó sẽ bao gồm có 6 vỉ nhỏ ở trong, bao gồm 6 vỉ nhỏ nha. Đó, khi gửi thì em có thể tách ra hoặc là gửi nguyên, nhưng mà sẽ đếm số vỉ đủ để cho cô chú anh chị mình nha. Về các bác có thể tách ra để trồng vô lũa, hay là tách ra để trồng vô chậu, hoặc là để nguyên như vậy cũng được nha. Đó, 20.000 cho một bảng. Nói chung là bán để lấy diện tích vườn thôi, chứ chả có lời lãi gì. Đấy, em gửi từ 5 cặp nha, em gửi từ 5 cặp này. 5 cặp thì chỉ có 100.000. Ủa, 5 cặp chỉ có 100.000. Quá trời rẻ luôn. Đấy, rất là nhiều nha, khá là nhiều. Đó, 20.000 cho một cặp. Quá trời rẻ luôn. Tiếp theo, cái tổ quạ vẫn là 50.000 cho một cây tổ quạ nha. 50.000 cho một cây tổ quạ này. 5 tổ sẽ là 200.000 em bao cước. Hải Vân Nam cũng là 50.000 cho một chậu Hải Vân Nam. 5 chậu cũng là 200.000. Em bao cước cho 5 chậu nhé. Hải Vân Nam 50.000 cho một chậu này. Phân dê em vẫn bán là 35.000 cho một ký. Cái bịch như vậy là một ký nha. Em đã vô túi sẵn như vậy hết rồi này. Vỏ đậu hôn là 15.000. Ký giá thể trồng lan là 15.000 một ký. Còn ký rêu bịch 30.000. Bịch 30.000 một bịch nha. Cả cái combo 4 loại này là 100.000 này. Combo 4 loại này 100.000. Rất là rẻ luôn. Rồi, hôm nay mà có từng đấy thôi. Cảm ơn cô chú anh chị.